Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình trạng mưa lũ kéo dài ở miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở. Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại công điện số 1095 ban hành ngày 15 tháng 11 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Giao nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức giả soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di rời ngay người và phương tiện ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn. Thủ tướng lưu ý, việc triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan lãnh đạo các địa phương căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt bên cạnh đó lãnh đạo các địa phương cần phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình an toàn cho vùng hạ du không để xảy ra lũ nhân tạo góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, học tập của học sinh ngay sau khi lũ rút. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó mưa lũ theo quy định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện đồng thời chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp công nghiệp hệ thống điện tại khu vực bị ngập lũ thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo phối hợp với địa phương chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt nhất là trên các trục giao thông chính